Hi, this is Robin, and we're here in... Kính chào, tôi là Robin. Tôi đang đứng bên ngoài căn cứ quân sự Sam Houston, thành phố San Antonio, Texas. Tôi đến để xem chiếc ghế massage Luraco có giúp gì cho các quân nhân tại đây. Tôi có cảm giác thật là tuyệt vời, nó giúp tôi nhiều lắm. Cô có vấn đề gì mà đến đây vậy? Chân và lưng của tôi bị đau, ghế massage này giúp tôi rất nhiều. Chức năng nào của chiếc ghế massage này mà cô thích nhất? Khó nói lắm, vì tôi thích tất cả, đặc biệt là sưởi ấm và kéo cơ. Ừ, tôi nghe nhắc đến kéo cơ nhiều lần ở đây. Có thể các bạn đang huấn luyện nên cần vật lý trị liệu. Có gì cần nói nữa không ạ? À, tôi cũng thích chương trình xoa bóp cuộn lòng bàn chân. Nó làm cho đôi chân tôi được thư giãn. Nói chung, nó thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ nên có ghế massage này vào tất cả các nơi huấn luyện. Under stress, I guess you could say they're not hurting as much. Obviously, it is because it did an awesome job. It did a wonderful job. I'm seriously thinking about investing in one of these whenever I get out of training. Oh well, we'd love to hear that. Another happy customer here. Come back. It was amazing. Actually, at times I kind of felt like I was floating, but I really enjoyed the feet. Thật tuyệt vời. Tôi thật sự thích thú kỹ thuật foot rolling. Thực ra nó massage toàn cơ thể, nhưng tôi rất thích massage lòng bàn chân và bắp chân sau một ngày dài luyện tập. Tôi nghĩ rằng các căn cứ quân sự nên có ghế massage này. Còn gì bạn muốn nói nữa không? Tôi không ngạc nhiên rằng ghế I-7 được gọi là ghế vật lý trị liệu số 1 của thế giới. Cô cảm giác thế nào? Thật tuyệt vời. Tôi nghe tuyệt vời nhiều lần lắm. Vậy theo cô, chức năng nào của Luraco I-7 mà cô thích nhất? Chúng tôi luyện tập cả ngày, rất mệt mỏi. Tôi thích nhất là kéo cơ và massage chân, nó giúp nhiều lắm. Tôi thấy cô đang cầm remote control. Cô có thời gian tìm hiểu về nó chưa? Có, nó rất dễ sử dụng. Và tôi lại còn có thể tạo một chương trình massage riêng theo sở thích của tôi. Thí dụ massage mạnh hay nhẹ ở lưng hoặc ở tay. Did you turn the heat on at all? Cô có dùng heat không? Có, nó giúp giảm sự căng cứng của các cơ. I like the lower body stretching and the foot rolling. Tôi thích kéo cơ ở thắt lưng và cuốn lòng bàn chân và co bóp ở tay, làm cho tay tôi không bị đau nữa. Tôi bị đau vai và đau lưng. Ghế này có những chức năng vật lý làm giảm đau rất nhiều. Upper back and like shoulder. And it's got these rollers like that go up and down the spine that those actually helped a lot. And overall, what do you think? Tóm lại, bạn nghĩ như thế nào về chiếc ghế massage I-7? Nếu tôi có thu nhập tốt hơn, chắc chắn đây là một đầu tư đúng đắn nhất. Rất là thư giãn, rất tốt sau một ngày luyện tập căng thẳng. Chức năng nào mà anh thích nhất? Khi hệ thống massage chạy lên, chạy xuống sau lưng và hai vai cũng như cuốn lòng bàn chân, tôi rất thích thú. The foot roller, very, very soothing. I enjoy very much. Anh nghĩ như thế nào về chiếc ghế Luraco I-7? Tôi không ngạc nhiên rằng ghế I-7 được gọi là ghế vật lý trị liệu số 1 của thế giới. Tôi xin lỗi vì đã đánh thức cô dậy. Cô đang enjoy ghế massage. Đúng vậy. Cho tôi biết cảm giác của cô. Thật là tuyệt vời. Cô thích nhất là gì? Tôi rất thích kỹ thuật cuốn lòng bàn chân, không chê vào đâu được. Tôi cũng thích chức năng sưởi ấm toàn thân và kéo cơ. Thật tuyệt vời.
Tell me how you felt about it. It relieved a lot. Nó giảm sự căng thẳng và mệt mỏi của tôi, giúp nhiều lắm. Nó có làm anh dễ ngủ phải không? Đúng vậy, tôi ngủ ngay sau 5 phút massage. Have you, is this your Có phải đây là căn cứ tập luyện đầu tiên của anh? Đúng vậy. Anh chưa bao giờ thấy ghế massage sử dụng trong căn cứ quân sự phải không? Chưa, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng được thưởng thức ghế massage trong căn cứ quân sự. Thật là tuyệt vời. Yes, they're definitely looking out for us. Okay, well, you just finished your massage. What do you think? Cô mới được massage xong. Vậy cô nghĩ như thế nào về chiếc ghế massage này? Because it goes on how my height is. Ghế này phù hợp với bản thân tôi vì tôi rất cao. Cô biết luyện tập vất vả thế nào rồi. Kỹ thuật của ghế này thật sự tân tiến.